Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay hai vợ chồng mình lại tiếp tục xuống giếng ông Trài để xem tiến độ công việc ở giếng ông Trài được như thế nào thôi nha mọi người. Hôm qua thì cái anh mà bán sago cho nhà mình ấy thì cái anh cũng đã chờ sago ở trong rừng về đây rồi. Hiện tại thì có lẽ là mai hoặc một gì đấy thì mình sẽ tiến hành lập cái mái nhà ở phía sau luôn mọi người. Đấy. Ở đây này. Đây là những cái sago mà mình có đặt mua đấy. Cái sago này thì toàn bộ là được làm bằng từ cái gỗ ở bên này gọi là gỗ Moreira ấy. Cái gỗ này thì hầu như là toàn bộ người Việt Nam mà làm xưởng mộc ở Angola ấy, thì họ chuyên sử dụng cái loại gỗ này để đóng bàn, đóng ghế mọi người. Đấy. Rất là chắc chắn luôn. Ngày trước thì mình cũng có dùng cái gỗ này để mình làm cái sago của cái nhà đầu tiên đây này. Đấy, thế này đây mọi người. Cái gỗ này thì chất lượng khá là cao. Đấy, đảm bảo nên là mình cũng dàn anh ấy là lựa chọn cho mình cái loại gỗ này để tiếp tục làm cái mái của nhà sau phía sau ấy. Em đóng cửa luôn nào. Hôm qua thì các bạn ấy cũng có tiến hành đào cái những cái luống khoai lang còn lại ấy, hình như đâu là 5 luống phải không em? Dạ. Ừ, 5 luống đấy, còn 5 cái luống đấy thì hôm qua là thu hoạch được khoảng bao nhiêu cây sót? Em lừa những cái củ to ra để bán cho khách thì được 4 khái à. Ừ. Rồi còn lại củ nhỏ nhỏ thì khoảng được 1-2 khái nữa. À, đấy. Tức là 5 cái luống ngắn đó mọi người. Từ đấy lại đó thì nó cũng ngắn này. Đây này, ở phía sau mình đây này. Đây là toàn bộ cái lứa khoai lang mà đợt đầu mình trồng ấy. Là bây giờ mình đã cho thu hoạch thôi. Chỉ còn lại là những cái lứa khoai lang đợt sau ấy thì còn có mấy luống đây này. Đấy, sau như đâu là còn 8 cái luống ngắn này đúng không? À, tất cả là 15 luống ạ. Là còn 15 luống ngắn à? Dạ. Đấy, còn 15 luống ngắn đấy nữa là mình chờ khi nào nó to lên thì mình sẽ đào luôn đấy. Đấy, bên này là đào sạch sẽ đấy đấy. Để sau mình lên này. Hôm qua em cùng dân các bạn là cái khoai mà nó nhỏ thì cũng phải là nửa cái khoai nó mình không bán á. Thì buổi sáng bà Antonio với bạn Kinh chịu khó là dậy sớm rửa đây luộc đây cho các bạn tới các bạn ăn sáng á. Ở phía bên này thì các bạn bắt đầu cái công việc gọi là làm luống này, đập đất để phủ cái tro lên này và làm luống để mà tiến hành cái công việc là bừng cây ra trồng. Giống cây của nhà mình thì bây giờ nó cũng khá là cao rồi ấy. Nên là phải trồng chứ không là để lâu nó hư mất ấy. Antonio. Hola, chào mừng các bạn đến với Antonio. Thầy tira sinja? Sí, no, con la que sinja no metes. À, mete mucho ya? Sí. No sute mucho sinja, pero mete mucho. Está bom. Ya? Sí. Tira aquele coso, cuidado caco. Sí. Trong cái mun này cũng có nhiều cái mảnh trái, mảnh đô mọi người, nên là mình cũng phải bảo bạn này cẩn thận. Vì là ở dưới chỗ anh Thông, anh khi mà anh đưa cái mun này lên thì nó cũng lần những cái rạc đô này nó ấy, cái vỏ trái vỏ đô ấy. Vậy là anh làm cả thơ mộc với bên phía nhôm kính nữa. Ừ, nhôm kính nơi sắt than sắt này nó nhiều khi nó lẩn vào trong á mọi người. Đấy. Bên này là không bắt giới đây. Mặt dưới với cả là Careca và một số anh em cũng đang tiến hành đập đất này. Ôi! Đã rì! Rì kìa! Hola, chị chào các bạn, tôi là Văn Xê. Ừ, đã rì kìa! Hả? Tôi vâng mù xa gà xa, ta ghi nà lạ xa. Mùi tu tèm bù nào mi vè à gò rì nè. Hả? Mùi tu tèm bù xe phà xe gà kì, mùi rì con nô xa mù Eu tá culpado, não pode vir. Anh Việt hôm qua cái tóc mà đan lên mà những cái sưng thế này á. Chị áo vô dưới nhà lên chị cứ cầm thế này chị chọc là cái sưng đấy. Mất. Isso você agora não bắt giới. Xin ngưu ma vương. Phải là ngưu ma vương. Ngưu ma vương. Ngưu ma vương. Ngưu ma vương. Isso é ngưu ma vương, sei que Búfalo. Búfalo. À, tem cibre. Tem cono. É. Hoje cozinha bem? Hoje cozinha bem. Mas hoje o pessoal não gostasse o molho. Porque o molho, a Yana, quando trouxe o peixe,
Então todo ele foram embora dentro do saco do peixe. Então molho o tempo com ele. Hoje? Ah, e a natureza tem furado. Furou o óleo. Mas tudo o óleo está junto, tá bom? É isso, assim tá bom. Tá bom, amanhã se eu fosse... Amanhã se amanhã separar, afinal ele... Todo ele ficou embora no peixe, pegou, você pegou o óleo. Ah. Café do peixe. Tá bom, amanhã eu vou falar ela, cuidado, hein? Também cozinha molho de couve, né? É. Truxuda. Cozinha... Mexemos só já. A couve começa a tomar. Porque só já é só um tipo de molho. Mas tá bom. Tá bom. Sim, tá bom. Mấy bạn cứ hay bảo là bạn bạt rời đánh phun không được ngon à. Hôm qua em ở đây bạn bạt rời đánh phun ngon lắm. Agora já tem experiência para bater funge. É, chefe. Experiência de coisa foi muito tempo. Esse eu tomo. Esse fala porque coisa no fogo. A vez também, a fuba que estava vindo aquela vez, fuba. Não pensar que peneira. Então, por isso, foi começar a sair um pouco com a bola. Yeah. Tá bom. Mas agora melhor. Ninguém pode reclamar, tá bom? Não pode reclamar mais. Né? Sim. Yeah, continua, né? Sim, chefe. Đấy. Mỗi người là giao cho một lối đây, đập đây. Hola King. Hola, chica mangoya, potla King. Ta respira muy tu porque. Ah, no, aquí es mesmo así mesmo o batimento. O batimento es así, transpira mesmo. Já tá velho. Não. Não, já tá velho, não tem mais força. Não, força tenho ainda, tenho força. Assim você já disparar com mulher, vai procurar outra mulher? Sim. Sim, mas já tá velho, procurar de quê? Hôm qua em lên đây làm nó xong nó có nói chuyện á. Là có mấy anh này là khai là hồi trước là yêu cái chị mà cái mèo ri à, mèo ri nấu ăn cho nhà Huân á. Ai, dạ, dạ. Namorado do Mel, né? Não, sim, a Mel ficou amiga há muito tempo, agora deixar também, não estou mais com ela. Sim. Do bandido, já. É verdade. Bandido mesmo. Chega já, já? Não, é o miga mais, tá com funge, é o velho assim, com já funge, não pode mais. Careca. Ai, sim, tchau, cabando, ela careca. Tá tudo bem, né? O trabalho. Ainda. É. E atrás tá fazer que lá? Dá se fazer cavação. No meio, vamos a cavar. Pra dar sequência pra toda a comunidade entrar. Ontem eu vi escutar a Mimi falar você amanhã e Luiz. Tá. Assim, e conversar com um sogro. Tá. É. Assim, se fosse você ir lá, você vai falar o quê? Por exemplo, eu sou o guru. Primeiro eu pedi desculpa a ele. Primeiro eu pedi desculpa a sogro. Sogro, desculpa, porque não seria mais hoje, eu pedi, seria muito tempo, mas tudo aconteceu rápido. Mas como já aconteceu rápido, então fazer só já me perdoar, baixar mais. Agora ele disse não vou baixar, você fazer com... Vai falar como? Tipo, né? Não aceitar baixar. Eu chorar. Chorar não fazer nada. Não problema, também não sair casa dele. Vai ficar lá mesmo? Vou ficar lá. É... Ele chutar eu, ficar mesmo também que rua. Ele vai bater? Já. É? Ele vai bater? Ele bater também não tem problema, não falar nada. Não, você não falar não. Tá bom, leva a tua filha. Ela agora, eu pensar, eu dar a filha a ele, não problema, né? Mas eu já fazer família, filho. Eu fazer família com a filha dela, então tudo que ele pensar, eu já não posso mais, não, assim, tudo também, pai já nervoso, né? Então eu já não posso ficar, não posso mais ficar nervoso, então já fica ele nervoso, eu já ficar baixo, eu ficar baixo, então ele vê eu baixo, também, depois também ele começar a baixar pouco. Tá bom.
Yeah, mas é verdade. Você ir lá tem que, primeiro tem que respeito com ele, pedir desculpa mesmo, já? Yeah? Depois falar o agora o teu condição, tá vendo? Não tá bom. É assim, assim, entendeu? Certo. Depois falar com ele, dá mais tempo. Yeah. E baixar mais coisa. Eu acho ele também vai entender. Certo, porque foi junto com a irmã, a mulher dele antes. Irmã, tio, mulher. Ah, você vai andar com tio, mulher? Sim, tio meu e tio mulher. Ah, anda junto. Porque tio, mulher, falar. Também, mesmo que eu ir lá encontrar só ele, mesmo também ele vai mandar o tio, mulher ir lá. Os dois ficar juntos, conversar. Lá ruim. Agora ir lá. E lá também tem que ter dinheiro para comprar uma coisa. Certo. Ali, tipo ali, já como é pedir, né? Pedir desculpa lá, já é se desculpar. Também tem que, tipo, comprar carne, comprar vinho, se tiver maruvo, comprar, lhe dar, tipo, um garrafão, lhe entregar, tá? Que esse garrafão, né? É, tipo, um exemplo. É o bebê, né? Um exemplo, é o bebê, né? De maruvo. Mas eu comprar, eu já não posso comprar e beber junto no mesmo maruvo. Tipo, só por causa de só provar. Tipo, de tirar sua desculpa. Mas tudo deixar ele. Já, yeah, é mesmo. Você bebe muito, depois discutir com ele. Fica bebado, discutir com ele, não tá bom. Exato. Ah, làm hồi nữa là sai lên nữa, bảo là ông có gà con cho tôi hay là không nữa, thì nó xong. Ngày hôm qua là bạn cả đại ca cũng bảo là ngày mai đi nói chuyện về bố vợ, nếu bố vợ đồng ý thì về là xin cho vợ bạn cả đại ca đến làm đấy luôn đấy. À thế à? Dạ. À xin ta bon. Và là mulher về aqui ta bon. Dạ. Ừ. Agora porque às vezes só fazer ficar também tudo sozinho também, eu já pensava muito, também não dá certo. Né? Também sabe que isso coisa eu já falar na visa não, você é muito vejo. Eu falava, tua mulher não tem nada trabalhando, neném pequeno, né? Eu te ajudo a pegar neném, vem aqui. Porque outro mais velho fica com mais do mulher, não é? Agora ele vem que você troca no bazar e cozinha a coisa. Để bạn ấy mãi mà đi lên trên kia thì tiền cũng chẳng có đâu mọi người ạ. Hôm qua thì thấy nói nhỏ với cả Mimi là cho bạn ấy mượn 40.000 ấy. 40.000 để mà đi tiền xe, kiểu tiền xe rồi mua một chút quà đi lên trên đấy. Đấy, chứ bạn lấy đâu ra tiền. Đấy, chiều nay là phải cho bạn ấy 40.000 để đi ấy. Dạ. Ấy đã trai ta trabalhar com mula. Đã trai ta mua pha ra cà vã. Ừ, pha mula thôi. Em ở đây trồng rau luôn anh nhé. Ừ, ừ. Cái ở đây thì mình bây giờ nhìn thấy nó cũng đẹp rồi mọi người này. Đấy. Như thế này tầm này là chuẩn bị bán được rồi đấy. Đấy. To, tốt. Tốt. Vừa tốt vừa to. Né? Para falar com bem rápido. Assim, to, eh? Vừa tốt vừa to, assim, ah. Grande. Grande e também bom. Sabe? É. Đúng rồi. Đúng rồi. Vừa tốt vừa to, đấy cái cải ngọt như thế này tầm này là được đấy nhà em nhỉ? Dạ, cái tầm như cái này, cái như thế này là vẫn đang còn nhỏ. Một số cây thì đang còn nhỏ nhưng mà đa số là to hết rồi mọi người này, đây này, đấy. À, nhìn bên này, đất bên này bắt đầu khi mà còn nước đầy đủ ấy là nó lên cũng rất là đẹp luôn. Cải dưa cũng bắt đầu bền đấy đấy anh. Còn cải dưa thì nó cũng bền phía bên kia đây này. Cải dưa nó lên không được đều thôi nhưng mà cái nào lên thì nó cũng nhìn cũng đẹp đấy. Còn phía bên này là cái khu vực mà mình đã cho ươm cái giống rau xà lách với cả cái dưa này. Để rau xà lách là hôm qua là nhà mình bán ở phía khu vực phía sau này là hết rồi đấy. Là bây giờ chỉ còn một số cây mà nó lên hoa. Ôi, dỗ! Dỗ đi nào! Đuôi! Con một luống nữa chứ anh? Ừ, đấy, con một luống đấy. Một luống đấy thì nói chung là những cái cây nào ra thì mình để làm giống á mọi người. Toàn bộ những cái giống rau xà lách đấy mà mình trồng ở đấy là cũng là mua trước mình để lại để một ít lại làm giống ấy. Chỉ có chỗ này là mình phải gieo ra này, tại vì chưa có giống ấy. Bây giờ nó cũng lên được như thế này rồi này. Đấy. Nhìn mơn mởn rồi đấy, nhìn cũng khá là đẹp rồi. Ok rồi đấy. Isso agora tem aqui a fase nosso quando crescer. Vai que vai
vai plantar já, sempre vai. Tem para vender, entende? Entende. Đấy, ở đây nữa là cái phía sau này là hết thì là cái khu vực ở phía trước nhà mọi người, mình đã chia sẻ với mọi người rồi đấy, là ở phía trước nhà đấy là nó cũng kịp lên để mà có bán luôn này. Sau khi mà bán hết được khu vực trên nhà thì mình nghĩ là cái chỗ này nó lên thì cũng vừa đẹp để mà mình bừng ra trong lên kịp để bán ấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau xem thử coi là các bạn đào hồ tới đâu rồi nhá. Mấy hôm mình không xuống thì bạn Carica bạn cũng đã cho các bạn khác là vẹt cái mương ở khu vực này mọi người. Đấy, vẹt cho nó xấu và rộng ra một chút đấy, để nước ở trên hồ nó chảy xuống cho nhanh nhá mọi người. Mình không lên đây nhưng mà bạn Carica bạn cũng sắp xếp công việc khá là ok rồi đấy. Đấy, còn ở bên này là cái khu vực mà các bạn này đang tiến hành đào hồ này. Hola. Cumprimenta. Hola, tincha mangoya, totala, sudripi. Tạm bon. Đấy, ở trên này thì hiện tại là các bạn ấy đang làm cái công việc đào ở giữa đây này. Đấy, khá là xấu ấy đấy. Hola, peso. Hola, tincha mangoya, totala, Manuel. Hola, tincha mangoya, totala, Leandro. No sabe. Hola. Rita. Hola. Hola, xin chào. Xin chào. Ahora Rita, hola, xin chào các bạn. Hola, xin chào các bạn. Leandro. Tôi là. Leandro. Tôi là Leandro. Ya, sega, aprende después. En un medio ahora ya sentí cuántos metros la. Un metro y 60, 50. Un metro 60. Un metro 60. Você vai no fundo, velho. Mình để cho bạn Carica đi xuống dưới chỗ đấy, mình xem thử coi là sâu khoảng tâm độ bao nhiêu nhá. Đấy, cái khu vực mà đã đào sâu nhất đấy. Đấy. Tầm này thì cũng được khoảng là 1,5 m đấy mọi người. Ấy là mai phun đúng không? Lô đồ ấy là mai phun đúng không? Ừ, tạm bỏ. Dạ, có thể continue. Có nhiều quý vị khán giả thì có bị với mình là dùng cái kéo cắt đất đấy mọi người. Nhưng mà mình chưa dùng ra là cái kéo này như thế nào. Mình cũng mong mọi người là nếu ai có cái bản vẽ hay là bản thiết kế hay cũng là cái mẫu gì đấy thì có thể gửi qua Zalo giúp mình với nhá, để mình làm cho các bạn ấy cái dụng cụ cắt đất gì để bê xem thử nó có nhanh hơn hay không ấy, chứ làm cái này thì nó hơi vất vả mà lâu công á mọi người. Ai tera ta duro? Tera la ta duro? Ya duro. Você se tipo assim usar aquele pá, usar pé, você pisa, ele entra? Entra. Ele é duro, mas não muito. Ah. Không nhiều. Cái chỗ này thì mình đã quẹt chân đá mọi người. Quẹt gạt một chút đất nó ra phía ngoài này này đấy, kiểu như mình gạt ra để cho nước nó không vào ở trong cái hồ ở giữa ấy, xong rồi mình lại tiếp tục đào ấy. Tất nhiên là ở giữa đấy nó vẫn còn nước ấy, nhưng mà nó chứa nhiều ấy, mọi người. Xung quanh này thì nó vẫn khô rồi nên là mình có thể là đẩy nước ra ngoài rồi mình đào luôn ấy. Manuel ne vai aqui lá đôi, đôi peso đôi lá đôi ta ta pa outro. Đào cái này thì khá là vất vả mọi người ạ. Nhưng mà Carica thì bạn ấy bạn cũng kiểu như là thay đổi phiên đó mọi người. Ngày hôm nay thì ai đào thì ngày mai thì thay đổi cái phiên khác xuống đào ấy. Tính ra nếu như mà mình đứng ở trên cái phần bờ mà các bạn ấy đã đào đặt lên này, thì thành ra cái bờ nó cao lên này, thì nhìn ở phía dưới này rất là xấu này. Đấy. Mình đây là mình tính khoảng tầm độ
so sánh nếu mà như kiểu của bạn Manuel ấy, đấy bạn này này, bạn đội mũ đấy, nói chung là cái khu vực xấu này mà so với trên này là tầm độ phải hơn 2 mét này. Ở trên cái khu vực mà mình đứng trên này này là đắp cái bờ này thì khi mà mình giữ được nước ấy thì chắc chắn là cái nước nó sẽ dâng cao hơn đó mọi người. Hả? Yeah. Sim, sim. A água sai embaixo agora, né? Mais um metro. Vamos precisar muito bom, mas toda a água embaixo sai. Tá bom. Phải thiết kế quả bơm, máy bơm khác chứ, máy bơm nhà mình hỏng rồi. Một tô bom ba của ra ra tạch trời. Tạch rồi. Tạch rồi. Dạ. Tạch rồi là hỏng rồi đấy, hỏng rồi là Saraga. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng. Hỏng rồi. Hỏng, hư hỏng ấy, hư hỏng rồi. Hư hỏng rồi. Ừ, hỏng hỏng ấy Saraga. Agora fala calau, tạch rồi. Tạch rồi. Tạch. 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 Tạch trôi, tạch trôi, rồi e ra, Saraga ra, ra Saraga. Rồi, fala tipo, significa já. Tạch trôi, Saraga, ra Saraga. Tạch trôi. Tạch trôi. Tạch. À, tạch trôi, tạch trôi. Mestre tạch, é o mestre tạch. Você é mestre tạch. Tá que calau, calau, quando fala calau, né? Exato. Uma coisa assim. Tipo, não, outra língua. Tipo, tipo nós aqui também, nós falamos, também, calau. Tipo assim, por exemplo, você estragar uma coisa, né? Você não fala estragar, você fala bombom molhar, tá vendo? Exato. Igual assim. Bombom molhou. Sim. É calau, tá vendo? Exato. Agora você tem pessoa assim, né? Pessoa não tem força. Camama, né? Tipo, pessoa não tem força. Morreu. Morreu. Você pode falar taitroi. Tá, tá bom. Ah, tipo, explosão, né? Explosão, né? Por exemplo. Ah. Amanhã você ir lá. Amanhã você ir andar no I, né? Você conversar com o seu guru, né? Mas ele não aceita. Aceita. Assim falar? Tac. Tac. Ele não entendeu, só falar. Ele só fala, não, tá bom. Amanhã eu, quando você chegar aqui, eu pergunto, tá bom ou não tá bom, você fala taitroi lá, eu sabe. Sabe? Sabe. Sabe, não tá bom. Não tá bom, não aceitar. E como é que está o caminhão? Ah, caminhão agora, não pode falar. Tac. Não tá. Não tá. Agora já tá bom, mas não sei ele quando ele tá. Agora eu pensei, ele já não mais tá. Agora há muito tempo que tá já bom. Mấy hôm thì camera của mình hỏng xuống đấy mọi người. Công việc của mình thì là phải chuyến về xe nên là nhiều khi không có thời gian để mà lên thế này á mọi người. Đặc thù công việc của mình là nó mất rất là nhiều thời gian. Chẳng hạn như ngày hôm nay xe hỏng mà nó nằm ở trong rừng ấy, có thể là mình phải kéo về thành phố thì nó đã mất cái công việc kéo xe, nó đã mất đi một ngày rồi. Rồi thì khi kéo xe về thì mình tháo xe ra để mình sửa, thì mình tháo ra những cái đồ hư hỏng thì mình phải đi lên thủ đô London mới mua được ấy, thì đi lên đấy lại mất thêm một ngày nữa. Xong rồi mua xong về rồi mình sửa thì nhiều khi là những cái trường hợp mà tháo đồ ra nó dễ ấy, thì không nói, còn những cái trường hợp nó bị hư hỏng nặng quá, nó đến khi nó không con ốc con ả cái nó tháo không được ấy mọi người, thì lúc đấy lại mất rất là nhiều thời gian. Nên là cái công việc ghi hình lại cho mọi người thì nó cũng không được thường xuyên đấy. Đấy, thì cũng mong quý vị khán giả thông cảm cho Tuấn Hiệp TV nha. Tạch rồi. Ontem a mestre trazer a barrote. Eu pensa você ir
Ibize. Depois quando o Ibize vem, você vem, vai ver que ideia? Tipo, a ideia é tipo, ir amanhã, de manhã cedo, segunda-feira de tarde, eu estou aqui. Agora, terça-feira, eu também já pensava, barrote o mestre já trouxe, também começou já a meter chapa. Então terça-feira. Chắc có lẽ là mình cũng sẽ là lập mãi vào ngày thứ ba thì chưa lập được, bởi vì là phải có gạc đòn lên đấy, gạc đòn lên để cho nó khô rồi thì thứ tư mới có thể tiến hành lập được. Uống chỉ khi tôi đã bôi vai cái vai mệt thế coi bao hồ thế này. Mestre seguinte acho que vai fazer já o tamanho do radar do que é do Zingo. Sim. Sabe ou não sabe? É, fazer bem, senão ela taca. Ah, não estragar. Entender. Ele entender. Yeah. O trabalho do porco, que é na casa do porco. Também já pensar, tipo, dentro dessa semana aqui, porque também chuva já começar a vir, já mês começar a aproximar pouco. Nós já. Chuva ainda longe. Longe? Agosto. Tem que terminar em agosto. Né? Yeah. Eu quero primeiro acabar isso, lago. Certo. Porque chuva vir, não fazer bombom, ele vai estragar, destruir lago. Certo. Então, primeiro fazer lago, acabar ainda. Certo. Depois vai fazer casa do coso, porco. Do porco. Quando acabar casa do porco, vamos fazer capinar rápido para plantar milho, okay. Feijão, tudo. Đất ở đây thì rộng nhưng mà thì thời gian thì không có mà làm luôn mọi người ạ. Còn rất là nhiều đất. Nhưng mà công việc mình sẽ làm từ từ một thôi. Rồi người ta nói rồi, dục tốc thì bất đạt. Nên là cái gì, cái mình làm từ từ thôi. Hoje cinco aqui, né? Sim, hoje cinco aqui. Hoje veio 10 pessoas. Por causa de óbito. Óbito mais. Aqui todo dia óbito, ah. Por exemplo, também um colega nosso também aqui tem óbito também, mas vim trabalhar hoje para poder pedir. Assim amanhã não vem mais. Cả cái giống rau của mình ở trong kia bây giờ nó cũng cao rồi mọi người. Nên là một số bạn ở trong kia phải khẩn trương làm luồng để mà chiều nay tiến hành trồng ra luôn ấy. Nên là ở cái khu vực đào hồ này thì được rất là ít. Dạ, ta bỏ con tiếp tục trabalho ấy. Bây giờ cũng chiều rồi mọi người, nên là mình cũng cho các bạn ấy tập trung vào đây để mà tưới nước luôn ấy. Hiện tại thì cái giống bắp cải bây giờ nó cũng khá là cao rồi, nên là mình cũng phải cho các bạn ấy là tiến hành trồng luôn ấy, để càng lâu thì nó lại càng bị nó hư mất ấy. Này, giống của nó thì hiện tại là được như thế này đây. Đấy, là phải tranh thủ trồng đi. Không ai vài bữa nữa là hỏng hết. Chỗ này thì hầu như là các bạn ấy đã có cái kinh nghiệm về trồng trọt rồi ấy. Mình cũng có chỉ dạy hết cả rồi nên là bây giờ rất là nhanh thôi. À? Plantação vai crescer na hora. É planta bem, Antônio. Você planta bem, não bem depois cortar salário, ah? Não, você vai cortar, você não vem. Hã? Você não vem. Aí. Antonio thì đợt trước làm bên chỗ Mia thì bạn cũng có trồng bắp cải rồi nên là bạn cũng làm rất là nhanh này. Cái này đĩa quando planta Mia ra planta repolho. Hồi đấy thì mình nhớ là phía bên bàn trồng ấy là cũng rất là tốt luôn. Các cái loại rau bàn trồng ấy. Đấy, chẳng hạn như là su hào này, bắp cải này. Rồi cả cái loại cải meo, rồi dưa chuột, rồi hầu hết là những cái giống rau của Việt Nam mình là bàn trồng rất là tốt.
É, você não traz a gente aqui, eu meto outra pessoa. Espera mais, ele ainda não me dá a resposta. Todo dia espera, ou ela não quer vir mais aqui. Não, agora não sabe. O que ele é falando é esperar, é conversar contigo, então, vou esperar. Eu pensava, ela já tem outro. Não. Conforme está você sair. Não, ainda. Hã? Ainda tem. Não tem? É, sim. Vai dividir bem, já? Dividir bem. Se não conseguir dividir bem, melhor cortar uma pau, tá vendo? Fazer medição, entendeu? Aí, chỗ này là bạn Manuel thì trồng cái giống cải trun suda mà mọi người, cải rổ ấy. Ô Jojo. Đi vào. Bạn dễ, bạn dễ bắt thế, depois fica lên cima mai, vai, nó bông. Bắt thế fica lá no cô. Bắt thế fica ra no kê, no vả là. Yeah. Bây giờ thì để cho các bạn ấy tiếp tục cái công việc của ngày hôm nay nha mọi người. Mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tân Hiệp TV nha. Xin chào.